thử trước nha các bạn. Đây, ngon ghê chưa? Có thịt đó nè. Bữa nay thì xin chào các bạn nha. Bữa nay thì tiếp tục cái video mình sẽ quay cho đứa em mình tiếp theo là mình sẽ làm một cái món ghẹ hấp luộc mía này. Bây giờ thì đứa em nó sẽ đi ra phía trước để mà bắt ghẹ ha. Sống ở trên biển coi như thế nào nha. Đây, giờ trước tiên thì sẽ bắt một mớ ghẹ vô. Chút nữa sẽ lựa con nào ngon ngon đầu luộc mía là ăn cho các bạn xem nha. Lựa mấy cái con nào mà nó đó, đúng rồi, lựa mấy con gãy càng gãy cánh rồi ha các bạn. Vậy này thì ở đây thì mình mới có thể mà ăn rồi làm video được cho các bạn, chứ nếu mà ở ngoài lộ hay ở ngoài đâu ha, nói chung mấy thành phố thì còn mình nghĩ là cũng làm một cái video mà về con ghẹ này mình nghĩ tốn chắc cũng mấy triệu á. Tại một ký ở thị trường nó bán một ký là ở ngoài thị trường nha, còn ở đây thì mình không biết giá bao nhiêu. Ở ngoài thị trường nó bán cho các bạn xem nghe thì một ký từ 150 đến 200. Đây cái con sò luôn ha, chín con sò luôn. Nãy chút xíu nữa ghẹ luộc mía nha. Con này nó bị cái càng nó à, cái con này nó mới nó bị nó giống như nó cắn lộn bị gãy càng này các bạn. Ngon à, con cá đuối này các bạn ơi. Hôm nào làm món cá đuối lục xả cho các bạn xem nha. Bây giờ làm món ghẹ luộc mía đi ha. Đây nguyên một nồi ấy ghẹ luôn ha. Một nồi ghẹ xưa tôi không lâu nghe các cháu. Đó. Và tăng vlog thì bà chơi món siêu to khổng lồ, mình thì chơi món thế này. Sống quay rồi. Ở đây các bạn, bây giờ thì ghẹ đã xong ha. Mía đã chuẩn bị này. Mà các bạn biết không, cái món này á, thì nói chung á, mình thì cũng mới làm thôi mà không biết có ăn được hay không ha. Mía này nãy mua ở trên bờ xuống á, ở đây rất là mắc nha, 4 cây như vậy là 20 ngàn nè các bạn. Đó, một cây như vậy là 5 ngàn á ha. Rồi bây giờ thì đứa em nó sẽ chặt ghẹ. Đây hiện tại thì mình đang cầm máy quay cho em đó. Đây kênh của em đó là Nhật Ký Ngư Dân ha. Mía này là mía đường á, không biết sao nữa các bạn ơi. Cứng quá. Rồi cứng trẻ trẻ ra làm hai luôn ha. Trẻ đây trẻ ra làm hai nha các bạn, cho nó thấm hay các bạn nha. Rồi đúng rồi. Rồi không biết là có ăn được hay không nữa, mình nghĩ là ăn được mà không biết có ăn có bị cái gì không nha. Không có bị sản bị khùng không, tại vì giờ trước giờ người ta thường là người ta sẽ làm cái món ví dụ như cá kho mía đồ các kiểu con đà điểu luôn, nhưng mà hôm nay thì tự nhiên là cái ghẹ mà luộc mía này. Đây gỗ ghẹ này ngon lành cầm nào nha. Đó, các bạn thấy chưa, cái này là khoảng 3 ký không ta, 3 ký không Thành? Đó, là 2 ký mấy 3 ký á? 2 ký mấy 3 ký nha các bạn. Đó, thấy chưa? Để mấy kìa. Cái gì? Cá để đi, nào quay được. Rồi. Rồi cái cây nó để đi Thành ơi, để đi kinh, được rồi, nhiêu đây được rồi ha. Rồi bây giờ thì bắt đầu nha. Rồi, mình có cần rửa nước mặn lên không, rửa nước ngọt lên không ha, để vậy luôn à, vậy ha. Rửa sơ nước ngọt cái nha các bạn. Ủa vậy là đâu có bơm nước hả ta? Đây các bạn, bây giờ thì nồi nhà mía, trước tiên thì các bạn hãy mình không biết sao nó nào giờ mới ấy, cứ giục mía để xuống đi ha. Đó. À, từ từ mình chừa dài cái cây mía ở trên nha, rồi bắt đầu mình sẽ đổ ghẹ lên, sắp ghẹ lên đi. Này để em sắp cho. Đó. Cái nó còn sống, còn sống à? Cái con nó chết sình hay sao Thành? Con nào? Con đó đó. Rồi. Những cái con này thì nó đều mới đánh bắt lên nha, nó rất là ngon, cái con ghẹ này nó cũng ngon ngon này. Biết sao có con tôm tích này các bạn, cái con này rất là ngon luôn nè. Wow, cái con này nhìn nó thèm dễ sợ. Thôi cứ đổ đại đi cưng ơi, có con sầu lông để dưới đi. Con này ngon chín lắm, để trên chín nè. Hả? Đúng nè. Tôi kiếm cái bọc sổ vô bỏ vô cái dưới này không?
rồi rồi, để con để cho rồi, đổ vô đi, con đổ đại đi ra đó. Đó, có bạn đầy dữ ta. Wow, nguyên một nồi luôn nha, hàng cô đây. Đó, mía. Wow, mía sẽ đổ lên ha. Rồi anh ơi, chú e nó tặng nè. Được rồi bây giờ thì món ghẹ luộc mía đã xong rồi, bây giờ thì các bạn xem nha, rồi đổ nước lên hả thằng này, cứ đổ lên đi này, giờ đổ nước lên nha các bạn. Đúng ra là cái này người ta phải bắt sôi lên đó, người ta đổ vô rồi. Ok rồi đó, đưa lên đi em. Đây còn cái bếp ga mà người ta đi biển á các bạn biết không, mình nói đây để cho mấy anh em ở trên thành phố hiểu nha, chứ mấy anh em đi biển thì nó quá nhà, mà trước khi người ta nấu một cái gì á, người ta phải có một cái cửa như ngay chỗ này nè, đó người ta phải đóng lại các bạn biết không, nó để cái trường hợp là gió nó không có lùa vô ha. Rồi hiện tại thì cái nồi ghẹ đã bắt lên này, thấy chưa, ngon lành cành đào không, không biết là mía nó có ăn được thì còn gọi. Giờ hiện tại tạm thời tắt máy nha, để nó chín xíu mình quay cho các bạn xem đó. Rồi đóng cửa rồi, bye bye, chút xíu chín rồi mình sẽ, trong khi thời gian chờ đợi thì mình sẽ làm một cái món tiếp theo là món muối ớt đi. Muối ớt chú có bọc chú bỏ ra vô. Ở đây thì chén ớt đã làm xong ha. Ủa? Bây giờ thì sẽ coi cái nồi ghẹ coi như thế nào. Mở cửa đi em. Đây, nãy giờ thì sau khoảng mười mấy 20 phút, nồi ghẹ còn nguyên chưa chín các bạn ơi. Để nắp lên tiếp tục. Wow, nhìn hấp dẫn dã man. Đó, thấy chưa? Cái hơi của cái con ghẹ lên làm máy quay mình ố luôn, chắc có lẽ là nó đang máy quay cũng đang thèm khát một thứ gì đó các bạn phải không? Ghẹ mà làm như thế này nó có cái mùi thơm rất là đặc biệt của mía. Mía này là mía người ta làm nước mía nha, chứ không phải là mía ăn đâu ha. Ăn vô là gụng răng luôn á, nếu mà răng sứ, răng giả, còn răng thiệt thì không sao. Này. Ngon lành ha. Đó. Rồi, để chút xíu nó chín rồi mình sẽ tiếp tục nha. Bây giờ thì cái nồi ghẹ mình nha. Mình tại nãy giờ đợi cũng khá là lâu rồi, mình nghĩ là nó chín rồi đấy. Wow, thơm thiệt các bạn. Rồi bắt đầu thì chuẩn bị mình sẽ ăn thử lại nó như thế nào ha. Ghẹ luộc mía đẳng cấp danh chơi, mía mà không phải mía thường nữa, mía mà dạng mía đường á. Rồi bây giờ thì mình nhắc xuống rồi xử nó nha. Rồi nhắc xuống đi em. Wow. Đây. Cui ra. Đặt cui gì? Cui đi, cui đi. Cui đi con ghẹ. Wow, hấp dẫn nha. Wow, thơm phức luôn. Quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn này. Đó. Nhìn cái mà ngon nha. Giờ ăn thử nó còn ngon thế nào nữa đây các bạn. Em mía nè. Ăn thử nha. Wow. Được rồi. Quá là ngon nha các bạn. Cái cây mía này nè, mình không biết là nó như thế nào ha, chắc mình cũng phải cố giữ lại để ngày mai mình luộc món khác á. Đây ở trên biển á các bạn phải không, mình phải tận dụng những cái gì mà mình còn sót lại thì mình cũng có thể ăn ha. Cái mía này cứ để đi, ngày mai mình luộc món khác không sao đâu, để đi. Thì đây bây giờ thì sẽ đi lên trên mui nha, lên mui rồi thưởng thức xong rồi này. Đó, khối lên ngay ngút luôn. Wow, tuyệt vời. Cái con đấy, cái con này á các bạn biết không, một ký là 800-900 ngàn á nha. Cái con này này, con tôm tích tươi ngon lành cành đào ha. Dạ càng. Đây bây giờ thì đi lên mua nha, ghe đang chạy nhưng mà có hai thằng rảnh, nó lúc nào đi theo nó cũng ăn uống không à. Làm sao để anh lên trước đi. Rồi, ha. Yeah.
cái mùi chanh đó các bạn, cái mùi chanh chanh dây đó, nó thơm cực kỳ. Còn cái mùi ớt hiểm nữa. Để các bạn xem nè. Ôi hết thịt luôn rồi. À, chạy. Gà hết thịt nữa bạn ơi. Đây, tương lộ với con này cứ ăn đi thằng. Chỉ có mấy anh em đi biển á, thì tha hồ vô tư mà ăn thôi, chứ mà